Như các bạn đã biết, Việt Nam có 54 dân tộc anh em sinh sống, trải dài từ Bắc vào Nam. Mỗi dân tộc đều mang trong mình những đặc trưng và truyền thống văn hóa riêng. Chính vì sự đa dạng này đã góp phần tạo nên một bức tranh văn hóa phong phú của đất nước ta. Trong đó, Hà Nội là biểu tượng cho văn hóa hai miền, còn Sài Gòn lại mang đậm dấu ấn của văn hóa miền Nam. Việc so sánh sự khác biệt giữa Hà Nội và Sài Gòn luôn là một chủ đề hấp dẫn và thú vị. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu như Hà Nội được biết đến là thủ đô ngàn năm văn hiến, nơi lưu giữ bề dày lịch sử và là trung tâm văn hóa của Việt Nam, thì Sài Gòn lại được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, một thành phố hoa lệ và sôi động. Cả hai đều là những thành phố lớn và đầu tàu kinh tế của cả nước. Trong video này, hãy cùng chúng mình tìm hiểu những điểm khác biệt giữa Hà Nội và Sài Gòn qua các khía cạnh như điều kiện tự nhiên, tốc độ phát triển kinh tế, văn hóa, con người và so sánh Hà Nội với Sài Gòn đâu mới là thành phố đáng sống hơn cả. Trước khi đến với nội dung chính, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đầu tiên, về lịch sử hình thành. Thành phố Hồ Chí Minh hay còn gọi là Sài Gòn được hình thành từ năm 1698 khi mà Chúa Nguyễn thiết lập chính phủ Gia Định, bắt đầu phát triển vùng đất này trong lãnh thổ của Việt Nam. Trong khi đó, Hà Nội trước kia là kinh thành Thăng Long, chính thức trở thành kinh đô vào năm 1010 khi mà vua Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư về đây. Như vậy, lịch sử phát triển của Hà Nội lâu đời hơn rất nhiều so với cả thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai, về diện tích. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có diện tích là 2.095 km², tiếp giáp với 6 tỉnh lân cận và xếp thứ 49 về diện tích trong cả nước. Trong khi đó, Hà Nội sau khi mở rộng địa giới vào năm 2008 đã có diện tích là 3.348 km², trở thành thành phố có diện tích tự nhiên lớn nhất Việt Nam và là một trong 17 thủ đô có diện tích lớn nhất trên thế giới. Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm một thành phố trực thuộc là thành phố Thủ Đức, 16 quận và 5 huyện, trong đó trung tâm phát triển nhất là quận 1. Hà Nội có 12 quận và 17 huyện, với trung tâm là quận Hoàn Kiếm. Về cảnh quan, Hà Nội nổi tiếng với nhiều hồ như là Hồ Gươm, Hồ Tây, Hồ Bảy Mẫu, Hồ Thành Công. Các công viên ở Hà Nội ít nhưng mà khá rộng, tiêu biểu là công viên Thống Nhất, công viên Hòa Bình và mới đây còn có công viên Yên Sở. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh có rất ít hồ, chủ yếu là sông và công viên. Dù công viên ở thành phố Hồ Chí Minh không rộng nhưng lại rất nhiều, với nhiều góc công viên xanh mát nằm rải rác khắp các tuyến phố. Đặc biệt, thành phố Hồ Chí Minh không có chính sách chặt cây xanh như ở Hà Nội, tạo nên một không gian xanh mát cho thành phố. Giữa cái nắng nóng của Sài Gòn, không còn gì tuyệt vời hơn khi được ngồi thư giãn dưới tán cây xanh, nhưng đừng quên giữ gìn tư trang cẩn thận nhé. Về sông và kênh rạch, thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều, trong đó sông Sài Gòn chạy dọc thành phố, đẹp nhất ở quận 1, dọc theo trục đường Tôn Đức Thắng. Về nhà cao tầng, tốc độ đô thị hóa ở cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang ở mức phát triển rất nhanh chóng. Hà Nội có tòa nhà Cang Nam 72 tầng, trong khi đó thành phố Hồ Chí Minh tự hào với tòa nhà Landmark 81 tầng, cao 461m, tương đứng thứ 12 thế giới và là tòa nhà cao nhất của Đông Nam Á, được thiết kế và thi công bởi người Việt Nam. Xét về quy mô dân số, thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với 8,99 triệu người, tiếp theo là Hà Nội với 8,05 triệu người. Do diện tích nhỏ hơn, mật độ dân số của thành phố Hồ Chí Minh cao hơn rất nhiều so với Hà Nội. Một lý do khiến thành phố Hồ Chí Minh trở nên đông đúc là vì lượng người từ các tỉnh thành và các vùng khác đổ về đây sinh sống và làm việc rất lớn, vượt xa ở Hà Nội. Qua quan sát, mình nhận thấy đa số người quen, bạn bè của mình đều có xu hướng di chuyển công việc vào trong thành phố Hồ Chí Minh nhiều hơn là từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội sinh sống. Điều này có lẽ bắt nguồn từ quan niệm rằng cuộc sống ở trong Nam dễ thở hơn, dễ kiếm tiền hơn so với ngoài Bắc. Tuy nhiên, không biết điều này có thực sự đúng hay không, hay chỉ là nhận xét chủ quan của mình. Về kinh tế, so với Hà Nội, Sài Gòn có quy mô kinh tế cũng như là tốc độ phát triển mạnh mẽ hơn. Sài Gòn luôn giữ vững vị thế là thành phố kinh tế hàng đầu của cả nước, không hề thua kém các thành phố của các quốc gia phát triển lân cận. Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp khoảng 1/5 GDP của cả nước và 1/3 thu nhập ngân sách của cả nước, trong khi Hà Nội đóng góp 10% GDP và thu ngân sách chiếm xấp xỉ là 20% tổng thu ngân sách của cả nước. Mặc dù Hà Nội không ngừng tăng trưởng, nhưng tốc độ phát triển kinh tế lại khá chậm rãi, không quá sôi nổi như là ở trong Sài Gòn. Sự đa dạng về việc làm ở Hà Nội cũng không quá cao và chi phí xã hội khá đắt đỏ. Tuy nhiên, xét về tổng thể, cả Sài Gòn và Hà Nội đều có nền kinh tế phát triển tốt, với chiến lược phát triển đúng đắn, đóng góp đáng kể vào GDP chung của cả nước.
Tiếp đến là về khí hậu, Hà Nội có 4 mùa rõ rệt: xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân thì thường có mưa phùn, khiến các đường phố lúc nào cũng ẩm ướt khó chịu. Mùa hè thì nắng nóng, có những ngày Hà Nội như là một cái chảo lửa. Mùa đông thì rất lạnh, có những ngày nhiệt độ xuống tầm 13 độ C, khiến bạn chỉ muốn ở nhà, chung chăn bông, ăn ngô luộc khoai nướng. Có lẽ Hà Nội đẹp nhất là vào mùa thu, khi mà tiết trời mát mẻ, thoáng đãng, nắng dịu nhẹ. Đây là mùa của các cặp đôi, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp nam thanh nữ tú tay trong tay ở các công viên, bờ hồ hay là hồ Tây. Nhưng đối với những người cô đơn, mùa thu lại có thể mang đến cảm giác buồn man mác. Về Sài Gòn, khí hậu đơn giản hơn bởi hai mùa, mùa khô và mùa mưa. Mùa khô thì nắng nóng ít mưa, còn mùa mưa thì lại mưa nhiều, đặc biệt là vào buổi chiều. Có những trận mưa như trút nước khiến đường phố ngập lụt. Trong mùa mưa ở Sài Gòn, tốt nhất là nên đi xe buýt gầm cao để tránh việc bị mắc kẹt ở giữa đường nhé. Cuối cùng chúng ta cùng tìm hiểu về văn hóa và con người. Xưa kia có câu, người Hà Nội thanh lịch. Nhưng ngày nay câu này có vẻ không còn đúng nữa, khi mà đa số nhắc đến người dân gốc của Hà Nội đã giảm đi đáng kể. Lượng lao động nhập cư cũng ảnh hưởng phần nào đến văn hóa của người Hà Nội. Người miền Bắc nói chung thường có lối sống khách sáo và khép kín hơn. Họ lo nghĩ nhiều cho tương lai và biết tiết kiệm tiền để lo cho cuộc sống sau này. Quan điểm về sự giàu có của Sài Gòn và Hà Nội cũng khá khác nhau. Người Sài Gòn thường có thể là đi dép kẹp, mặc quần áo giản dị và đi vào trung tâm thương mại, khách sạn sang trọng, không vấn đề, miễn là họ có dùng dình tiền để tiêu xài. Với người Sài Gòn, thước đo sự giàu có chính là cách bạn tiêu tiền. Còn đối với người Hà Nội, giàu có đồng nghĩa với việc bạn có nhiều tài sản tích trữ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà hai cô gái Sài Gòn cùng yêu thích một mẫu váy đẹp trong cửa hàng thời trang? Cô gái còn lại sẽ lựa chọn cho mình một cái khác vì đơn giản cô ấy không thích bị đụng hàng. Còn một cô gái Hà Nội, việc đụng hàng chẳng có gì ghê gớm cả, miễn là chiếc váy đó đẹp và cô ấy bộ kết nó mà thôi. Cha mẹ ở ngoài Bắc cũng thường làm việc vất vả cả đời để lo cho con cái và chính vì vậy họ có thể trở nên ích kỷ và thủ đoạn hơn ở trong công việc. Tuy nhiên điều này cũng chỉ đúng với một số ít và không thể phản ánh được tính tốt đẹp của người miền Bắc. Người miền Nam thì đa số được nhận xét là cởi mở và thoáng hơn vì họ có xu hướng là thích hưởng thụ hơn là việc làm quá vất vả. Họ cũng khá thẳng thắn trong việc bày tỏ quan điểm cá nhân, ít khi khách sáo như là người miền Bắc. Theo quan điểm của cá nhân mình thì người Sài Gòn sống theo kiểu là hãy sống trọn vẹn cho hôm nay, còn ngày mai để mai tính. Cách sử dụng từ ngữ của người Sài Gòn cũng tạo cảm giác thân thiện hơn. Thay vì gọi là cháu, họ gọi là con. Thay vì vâng, họ gọi là dạ, tạo nên sự dễ chịu và gần gũi. Về đường xá và giao thông, một điểm khác biệt lớn giữa Sài Gòn và Hà Nội chính là hệ thống đường phố. Nghe thì có vẻ lạ, nhưng mà thực tế thì đường phố của hai thành phố này có nhiều điểm khác biệt. Đường phố Hà Nội nhìn chung thì được đầu tư kỹ lưỡng hơn với nhiều cầu vượt, này, cầu đi bộ, hầm chui và đặc biệt là hệ thống đường trên cao. Và nếu như Hà Nội có Nhổn, ga Hà Nội và Cát Linh, Hà Đông, thì Sài Gòn có Bến Thành, Suối Tiên. Tuy nhiên, cả hai thành phố này đều có một điểm chung đáng sợ, đó chính là kẹt xe và ngập lụt khi mà mưa lớn. Đường phố Sài Gòn dường như là ngập sâu và rộng hơn so với Hà Nội. Nếu sống ở đây, có lẽ bạn nên sắm cho mình một chiếc xuồng máy để di chuyển hợp lý ở trong mùa mưa. Về ẩm thực, khẩu vị của người ngoài Bắc thường mặn hơn, các món ăn thường nêm mắm và thêm muối. Người miền Nam thường lại thích ăn ngọt và hơi cay. Điều này thể hiện trong tất cả các món ăn ở đây. Với nước chấm pha với đường và bỏ ớt, đa phần người Bắc khi vào Nam thì sẽ không hợp khẩu vị cho lắm. Nhưng mà cá nhân mình thì lại rất thích đồ ăn ở đây, ngay cả lần đầu tiên cũng đã bị cuốn hút. Ở Hà Nội, bữa sáng phổ biến đó chính là phở, bún và bánh mì. Trong khi ở Sài Gòn thì bữa sáng có thể là tô hủ tiếu, dĩa cơm sườn hay là chiếc bánh bao nhân xá xíu. Các món ăn khác như là bún chả, bún cá, bún đậu mắm tôm ở Hà Nội có thể được thay thế bằng bánh tráng trộn, bún thịt nướng, pha lấu hay là cơm gà ta ở Sài Gòn. Về chất lượng dịch vụ, Hà Nội nổi tiếng với những quán là bún mắng cháo chửi. Mặc dù điều này có thể thu hút một số người đến trải nghiệm, nhưng mà đối với mình, dù ngon đến đâu mình cũng chẳng bao giờ đến những nơi có dịch vụ như vậy. Ở Hà Nội, có một số nơi dịch vụ kém, thiếu chuyên nghiệp. Nếu bạn sống ở Hà Nội, bạn có thể cảm thấy là bình thường, nhưng nếu bạn từ Sài Gòn ra ngoài Hà Nội, thì có lẽ bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên. Ngược lại, dịch vụ ở Sài Gòn rất tốt, chuyên nghiệp. Bạn sẽ thường nghe thấy những lời cảm ơn khi mà mua món đồ chỉ vài 3.000. Sự chào đón nồng hậu và phục vụ tận tâm ở Sài Gòn không có gì để chê trách cả. Không chỉ dịch vụ tốt mà chi phí ở Sài Gòn cũng rẻ hơn so với Hà Nội. Không có gì tuyệt vời hơn khi mà chúng ta sử dụng dịch vụ tốt mà còn phải trả phí ít hơn, đúng không nào? Về giải trí thì thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nơi vui chơi hơn ở Hà Nội. Từ quán bar, này, nhà hàng, quán cà phê cho đến các hộp đêm,
Các hoạt động thể thao và thư giãn thì cũng vô cùng đa dạng. Ngược lại, ở Hà Nội về đêm thường mang vẻ trầm lắng và yên tĩnh hơn, nổi tiếng với những hồ nước và không gian đi bộ lý tưởng ngay ở trong thành phố. Những quán bar và cả cà phê thơ mộng nhìn ra Hồ Tây cũng là một điểm nhấn đặc biệt. Tóm lại, rất khó để so sánh Hà Nội với Sài Gòn, đâu mới là thành phố đáng sống hơn. Một bên là thủ đô ngàn năm văn hiến, một bên là thành phố trẻ trung, sôi động, mỗi nơi đều có một nét đẹp riêng. Bạn thì sao? Bạn cảm nhận như thế nào về thành phố này? Hãy để lại comment phía dưới trong phần bình luận nhé! Và nếu bạn thấy video ngày hôm nay thú vị, đừng quên like, share, đăng ký và bật vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những video trên kênh HNTV News nhé! Tạm biệt